Chào các bạn nha, bây giờ mình đang đứng gần chỗ nhà thờ Bảo Lộc, ngay thành phố Bảo Lộc luôn. Thì giờ mình sẽ đi thác Đam Ri, ở chỗ này sẽ có một cái bảng chỉ dẫn đường nha. Giờ mình sẽ đi theo cái bảng chỉ dẫn đường nha. Giờ mình sẽ đi thôi. Đây là cái hồ công viên nha. Giờ mình sẽ nhìn bản đồ nha.
tổ vô.